Để bán được hàng ý, thì điều đầu tiên đó là chúng ta phải có được sự tin tưởng của khách hàng. Vậy làm sao để có được sự tin tưởng của khách hàng? Thì đây cũng là một trong những lý do, một trong những cái công thức bán hàng đỉnh cao của tôi. Và tôi khẳng định với các bạn rằng đây là công thức mà tôi đã đúc rút ra và tôi đã được học từ rất nhiều những người thầy có tâm và có tầm. Các bạn ạ, sau khi được học thì tôi mới phát hiện ra rằng thì ra đây là công thức bán hàng đúng đắn đã khiến tôi bán hàng thành công. Đấy, và thậm chí bán bao nhiêu cũng hết. Thì ra ấy, mình làm bao nhiêu năm nay là mình làm bằng cái tự nhiên thôi, cho đến khi sau này mình được đi học ấy thì mình mới phát hiện ra rằng bán hàng thành công tức là mình đang áp dụng đúng công thức bán hàng đúng. Và để khách hàng họ tin tưởng bạn thì bạn cần có sự chân thành. Thứ duy nhất mà khách hàng tin tưởng bạn đó chính là sự chân thành. Ngoài hai từ chân thành ra, bạn không còn cách nào để có thể lấy được sự tin tưởng ở khách hàng cả các bạn ạ.